Tờ Linh thì nó gọi là của hiếm ấy. Grand Event như là một phiên bản nâng cấp, kiểu upgrade lên gấp nhiều lần của mình so với ngày xưa ấy. Ấn tượng, mình ấn tượng với Tờ Linh, mình ấn tượng với Grand Events. Grady. Anh thấy trong ba bạn thì ai là người có tính cách giống anh nhất? Mình thì mình thấy Grand Event như là một phiên bản nâng cấp, kiểu upgrade lên gấp nhiều lần của mình so với ngày xưa ấy. Mình rất là thích cậu ấy, rất là giỏi. Và anh cũng đã có khó làm hợp tác với cả Tờ Linh rồi. Ừ. Và anh có nhận xét gì về Tờ Linh hay không? Tờ Linh thì nó gọi là của hiếm ấy. Mình nghĩ bao nhiêu năm thì Việt Nam mới sản sinh ra một nữ nghệ sĩ mà nó chất như vậy. Mình không có kiểu như là quá là sát sao để theo dõi Tờ Linh, nhưng mà mình chỉ nhìn qua những cái sản phẩm của Tờ Linh thì mình thấy là những cái gì mà nó trendy, cũng như là những cái mà mình hiểu được ra là Tờ Linh cái thế hệ nghệ sĩ bây giờ người ta đang suy nghĩ cái gì qua âm nhạc đó. Họ thể hiện cái tôi của họ qua âm nhạc, họ thể hiện cái mindset của họ qua âm nhạc, họ thể hiện cái chứng kiến của họ cho qua âm nhạc, cái góc nhìn của họ về bất kỳ một sự vật sự việc nào trên cuối cuộc đời này qua âm nhạc. Mình thấy nó khác đấy. Như mình ví dụ mình nghe nhạc 8x ngày xưa đi, cái lời ca tiếng hát hồi đó nó cũng rất là khác, xong đến cái thời của mình nó cũng khác, và đến bây giờ là thời của Tờ Linh nó cũng rất khác. Nếu như bạn tinh ý thì chắc chắn là bạn sẽ nhận ra cái điều đấy, cái cách mà bạn triển khai một bài hát, cách viết, cách nhả chữ, kể cả cách hát luôn, là mọi thứ nó sẽ khác qua từng thời kỳ. Thì nó là cái nét đặc trưng của cái sự chuyển giao thế hệ. Mình cũng rất vui vì về cái tất nhiên là mỗi một thời nó phải càng ngày nó càng upgrade lên, chứ không thể nào mà nó cứ mãi mãi nó nằm ở một chỗ như thế được. Thì rất là tuyệt vời, ở Việt Nam cũng đang có một vài bạn trẻ cũng như là nhân tố rất là nhanh nhạy trong việc là những cái ca khúc mà bắt trend về style nhạc hay là cách hát hay là viết lời, thì nó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng ở Việt Nam.